đại biển tam giới cũng dường bậc thêm ô vườn tôn na mô cũng dường bồ tát na mô cũng dường bồ tát na mô cũng dường bồ tiền phóng như sanh loài vọng liên tâm nguyện cầu tâm hướng như phật đại bồ tát đồng thị chỉnh giảng đệ tử chúng con nhân văn đảnh lễ nam mô phật tự công hiện pháp giới quá hiền vì lai tập hướng chư phật con ba thank you.
nhầm thời sự quá đông nên ta đâu cần gì hào hào hồ hiểu quyến mặt đất hào hào hồ linh phải nam tung đức nhà càng lúc mạng đàn sống nguyện hoặc tài quân vương long vũ hà bán ba ân ba hoàng tứ bồ tát liều y đầu giải quy ra lô nhất đức tài biên thập phương cấu tình Thank you.
Lê Hồng Hồ Thị Nhà Trang Lý Thị
quyền thì mắt tiền vào thì chúng ta kết thì hồng hoa hương để bắt hồ cùng hoa chứ toàn thể phật tử có mặt cùng như phật mặt ở khắp đất nước Việt Nam tỉnh hải ngoại. Giờ đây sáng hôm nay bằng này cao phát đàn hương đài trang qua sự chứng minh đệ tử phạm dân nguyên tử từ hoa câu nguyện thường toàn hiểu Yeah.
sông phong ba bào ta giữa dòng hãng oan mấy người đổi thù xó chờ đâu đang kiếm đổi lòng không hào che thân đốc về nhà lành bỏ mình phương xa phương tây những đời dài cơ mắt vọng một mình hèn ăn khác xưa tôi tình không ai bông quế vô danh lại thình thình mới tỏ người đang cuộc đắng cay tên lối đàn làm như chân mấy chẳng còn có người không chào lại không có không ai cũng vô khỏi vắng lặng lùng có người tức vờ dần dần chân nhảy xuống giữa dòng thương gian có người đeo ngọc má vàng bị quân cướp đồ chẳng thương thiệt oan có người bị giết bị giáng liều mình chẳng lười chết oan chẳng mang đường bảo tặng an tàn sống nhân sẽ đánh đôi đàn bạn thấy có người tàu cạn đường rây tai nàng sẽ khổ hạnh hay có thiên đèo cao dần dần khắp liền đồng khóc mong quằn hay đen đau lòng có người đào bởi vốn đầm chẳng may bị nổ vô cùng dù phán lại cũng nghe thì phải
tình bày tình yên về đằng đây chia nhau ra về về trước người sau hưởng thiên thi thực nguyện tấu thăng thiên bỏ cho hiểu dù trái dù bình yên bỏ cho các cháu phát minh phát bài vô phương nghĩa nghiệp bỏ quý làm ăn phát đạt đầy thi Yeah.
Ông
thương thì ngọc âm thương bên nhật thương hồ quang
70 tuổi, Lê Văn Trị 18 tuổi, Lê Thị 25 tuổi, Nguyễn Tuấn Anh 28 tuổi, Lê Thiên Duyên 7 tuổi. Cầu an đệ tử Lê Văn Thiên 70 tuổi, Bùi Thị Tuyền 65 tuổi, Phạm Mạnh Tuấn 65 tuổi, Đào Thị Nhà 64 tuổi. Cầu an đệ tử cư trú thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Khắc Hồng Phạm Văn Quang dòng Lê Thị Hồng Thủy Phạm Văn Quảng Thân, cầu siêu cho mẹ Lê Thị Thị Pháp Văn Quảng Đào Chi Tân, cầu an đệ tử Nguyễn Khắc Lê Huy Phạm Văn Quảng Hoàng Nguyễn Diệp Thủy Hiền Pháp Văn Quảng Hầu Trân Thị Mỹ Pháp Văn Quảng Châu Nguyễn Anh Tuấn Phạm Văn Quang Thủ Nguyễn Bảo Thái Pháp Văn Quảng Hưng Nguyễn Thị Hoa và Văn Quảng Hương Nguyễn Thị Tiên Nguyễn Văn Phân Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nguyễn Thân Phước Ca Cầu An Đệ Tử Nguyễn Minh Anh Cầu An Đệ Tử Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Cập Văn Nguyễn Đăng Cương Nguyễn Anh Thắng Nguyễn Đại Đông Đặng Duy Huy Hùng Nguyễn Thị Hoài Đặng Thị Thắng Nga Đặng Huy Hoàng Cờ An Gia Đức Hiền Đỗ Phùng Tàu Hồ Bắc Bộ Pháp Chánh Tâm Hợp Trân Thị Tân Pháp Chánh Tâm Tạp Hồ Trân Dục Đức Hồ Trân Dục Đức Vui Thị Thủy Ngân Nguyệt Thị Minh Lộc Hồ Thị Nam Trân Hồ Thị Quế Trân Hồ Văn Nhật Quý Hồ Văn Nhật Hoa Cầu Siêu Cư Hiện Thất Tổ Thành Quý Ba Tổ Cô Quân Đà Cô Lương Dòng Tộc Hồ Văn Quả Cổ Nam Trị Thương Đức Tiền Vị Cầu An Đệ Tử Hồ Trân Duy Đức Hà Văn Quảng Đạt Nguyên Thị Trà Mê Hà Văn Quảng Hiệu Toàn Thị Quyên Hồ Hoàng Hà Âm Hồ Hoàng Trung Hiệu Hoàng Mạnh Đạt Cầu An Gia Đình Đệ Tử Hiền Chủ Công nghiệp đặt bánh Nguyệt Thị Trịnh Nguyệt Thác Đức Nguyệt Thác Phủ Nguyệt Nhật Tân Nguyệt Thị Dung Nguyệt Thị Huyên Trác Nguyệt Thác Thoan Thân Cầu An Đệ Tử Hiền Đỗ Hồ Chí Minh Hồ Gia Đương Tất Công Lễ Thị Xuân Điên Hồ Chí Minh Hồ Chí Bình Hồ Chí Thương Cầu An Đệ Tử Lê Thuận Nguyệt Thị Mai Lê Nhật Tương Lê Diệu Ái Đông Chú Nhật Dư Đông Gia Nam Lê Thượng Đệ Tử Dũng Đệ Tử Quân Thị Hồng Hà Pháp Chánh Quảng Đại Nguyệt Thị Minh Hiến Pháp Chánh Quảng Hoàng Nguyễn Văn Thị Minh Châu Pháp Chánh Quảng Kiên Nguyễn Văn Đăng Kinh Địa Pháp Chánh Quảng Trung Nguyễn Hoàng Quảng Minh Thân Đại Pháp Chánh Quảng Tâm Công Cầu Hồ Xeo Hoàng Trụ Quyền Thất Tổ Hồ Âm Đường Thường Chữ Thề Tiến Đất Tình Quả Cổ Thương Đăng Tình Quý Ba Tổ Cô Lục Đời Một Đời Tứ đời tám đời cô ba nhị đời cô ba nhị đời tình cô tình quân ca có đường dòng tộc họ nguyện tháng kiếm tình dòng tộc họ huynh quả cổ nam được hương linh điệp viên cầu an đệ tử phạm thị an phạm thị
tâm nhân phàm thì tâm nhân phàm thì tâm đa nguyện thì vinh thì thiên lập vợ công vô nguyên thì diệt vợ thì tu luôn vợ công bài vợ công hoa đế thì quy nguyện thì tuyệt nhung vợ lê bảo mật vợ lê bảo trân vợ nguyện thì nhiên nguyện trân cấp nguyện thì phụ tức hoa nguyện văn tuệ lập vô nguyện thì hoa lập Lê gia tiên tổ, Phán gia tiên tổ, Nguyên gia tiên tổ, Quỳnh gia tiên tổ, Bò gia tiên tổ, Trần gia tiên tổ, Đinh gia tiên tổ, Phạm gia tiên tổ. Lịch lễ qua cổ tổng tiếng ước vong linh liệt vị, cùng vị cầu siêu vong linh ước linh Lê Văn Ngôn, Nguyệt thị hương hương văn trên trên trần thị tạm Lê Văn Ba Trương thị vị Lê thị Bích Chi Lê thị Cúc. Nguyện thần phụ nguyện lễ thì lễ mang văn số trân thì tài đàn thì liền võ văn điên nguyện thì thôi mang văn diện võ thị tiệm võ thị tráng trân văn đồng chứ cầu xéo nam nữ lịch thể quả cổ thì công tiên hương vong linh gia tộc họ nguyện khác chứ nguyện các chứ nguyện thì hóa nguyện thì nhờ nguyện các gì lễ thì văn nguyện thắp đạt nguyện khắc nghi thấu nguyện thắp đạo nguyện khắc đức gia tộc họ trân ấy cầu siêu bồn ông đương thượng trần đăng chánh ngôn thì liệu trần đăng ngốc ngô thì gia trân đăng ngô à chứ nam đưa lên tệ gia tộc họ trân ấy liệt vì một vị cầu siêu ấy gia chữ phong linh hương linh trân thì dung trân văn nghệ trân thì lan trân văn lừa chứ gia đình đệ tử đoàn chứ vong linh cầu siêu độ văn thị phạm thị túc đại diện chứ họ phù phù văn quan phạm thị mang mê cầu siêu lịch thế đệ danh quả phổ hương linh liệt vi gia đình đệ tử hồ gia đường một lễ thị xuân liên cầu siêu hồ xà quỳnh chung chiêu hồ xà ba nghi huynh tô đất thủ diệp hồ quốc giang hồ lệ ha võ văn luôn nguyện thì đối đoan văn quân hồ thì mùi hồ văn đằng đằng hoang mái đằng đình tương đằng đình phung đằng ngọc thạch lễ hoang khai lê văn văn nguyện thì nhờ đằng văn lời võ ngọc ánh võ ngọc chúng hồ hoa vô danh như cả các liệt vi gia đình đệ tử lương thanh hải đoan thì thanh viên cầu siêu hương lên đại diện để dành cho thể chứ quả cổ hương lên lương đinh rệt là lê thì mời chứ để dành quả cổ văn lên nam nữ liệt vì họ đoan đoan văn hạng đoan văn hùng đông nguyện thì đông đoan văn năm nguyện thì mở để dành quả cổ hương lên liệt vì gia đình đệ tử dương thì hoa cầu siêu hương linh dương tâm nguyện thì bày dương văn dương minh tân nguyện thì xảo nguyện nguyện thẳng minh minh tâm huynh thì minh hằng lê ảnh nguyện dương vô danh ai vì nguyện văn nhiều huynh thì lê lê thanh duy lê liệu chữ gia đình đệ tử nam nữ tương đại điều chúng đang đệ tử lễ hồng cầu siêu thân phù lê liệt và mê danh chị hát cầu siêu nam nữ linh thể qua cổ tôn linh liệt vì cô ba thân được gia đình đệ tử lễ văn viên phạm thị ninh cầu siêu quả cổ hương linh lê thị hoa mai công chúa lê văn tục lê văn thị lê văn tô lê vui thị thoảng lê văn thự nguyện thị vui lê văn chí vui thị tổng lê văn lung lê văn chí tổng thị cho lê văn trẻ lê thì theo lê văn rời lê văn bưởi lê văn bốc lê văn màng lê văn lùi lê văn càng lê thì giòn đi nguyện thì bình lê văn giáp lê văn dốt lê thì cũng lê thì là lê văn khuyên viên lê thì vương lê thì ông lê thì bình lê văn hùng lê ngọc sơn lê văn sĩ lê thì văn lê thì ngọc lê đủ lực thể quả hộ con thiên hương vong linh liệt vì chư gia đình đệ tử chư nghe cầu siêu hoa ngọc viên đơn thị soạn cùng như quả cổ nam nữ tôn tiên hương vong linh gia đình đệ tử nguyện các phụng lê thị thủy cầu siêu hương linh đoan nguyện các đê đoan thị điệu nguyện các nhân đương thị đạo nguyện thị nữ nguyện các giáp nguyện các tiền nguyện các thương nguyện các đức nguyện các vô nhân nguyện các thành nguyện các trạng nguyện thị hiệu nguyện thị muối nguyện thị kiếm mì
chứa nguyện văn trơn lê văn tàu tịnh ba tân lê văn bình lê ba công văn lê hô thì điều lê văn quan tịnh ba lượng lê thực kiểm lê thị thiên lê thị tề lê định túc lê tân văn lê văn hồi đô văn quế nguyện thị lê thị kỳ chứa vừa mới bất nghe trong này chứ quả khổ hướng lên nam nữ lịch thể quả khổ con thiên vương văn linh liệt vì chứ cầu xéo chứ cô ba tên ruột của cầu mẹ đò gia tộc họ phạm thị đội và ngũ phong ngô thị học và ngũ thanh câu quyền chứ quả khổ hướng lên chết lên và ngũ thanh quyền thị nhân và ngô thủ phạm thị tâm cung chứ quả khổ hướng lên liệt vì bùi văn thảo cầu xíu lên bùi văn sợ là hê kim tường con trống phổ thề chịu chạm không điện ta nghiệp lục môn tại về điện nhập tơ sông hương điện ta vùng hà vân Bồ Tát Nam Mô Khai Bảo Tàng Bồ Tát
Nam mô Dược Sư Đại Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tá. Tính nói về công đức bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đúng thật như thế, nên tôi được nghe một lời về giờ được bạc giả vàng đi bồ cả nữa để thành quang yên ngài nhân ai ở dưới thế âm nhà cùng với tám hàng tỷ đại bậc thu đã vàng sáu nghìn vị đại bồ tát và các cung vương các quan đại thần các bà la môn thầy cơ gì thiên tóc và bồ nhớ bởi vì chân đồng không nghề sẽ tài liệu cũng kể mấy kỷ trung vẫn đỡ và theo và còn đất vàng vương bây giờ là ai mang tù sư lời theo hoài thần Phật đứng ngồi đứng dậy ở một vai áo đầu gối bên hồ quỳ sát tận đất nhìn bạc và vàng lầm hay lắm mà cô giữ lời lòng đại bi ông hiến tinh ta nói danh hiệu chư Phật ban nguyện công đức để bạc cho hết nghiệp dưỡng ràng buộc các loài hữu tinh và để làm cho lời ích nam làm các loài hữu tình khí tương pháp chuyên nhân thể thế gian giải vô thương chỉ điều ngự đường phú thiên nhân sư Phật ban già ban xuống tất cả vô số thế giới vô lượng vô biên dùng 32 tướng đại tướng vô 80 kỳ hình để trang nghiêm thân thiện cho hết tài các loại hồ tình đều được như ta không khác quyền đời ra đây nghe ta đang đào vô thường đồ đệ tế tư thân ta chứ ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt sạch công vệ bận quang minh rộng lớn công đức cao vời thân khéo ở yên trong lời tia sáng trang nghiêm vương cả mặt ngọn lâm hóa hồi kiếm cuồng bao nhiêu bình phục nghe tên ta bởi lễ thầy yêu được đẹp đẹp sáng xuống mọi các quan toàn công mọi tầng hồ quyền lễ thứ bảy quyền tới sau đây thì ta đâm đạo vô thượng bồ đề điệu nhân hồ kinh mắt mọi bình phổ không ai thú chưa không có chỗ nương thân không người tận tiên không cửa không nhà vẫn cùng một mồ một khi tên ta nghe lọt vào tai mọi bình điều hết thân tâm yên vui gia thiện tiền của thầy điều phong công rồi tu đắc đạo vô thượng bồ đề Oh, yeah.
chưa và loài chúng sắp mang kiếp này dâm đòa ba đường ác đạo địa ngục là bị súc sanh. Tôi liền tiêu diệt này đã chúng sắp nơi các khác liền vì từ nhiều đến giờ các khác liền vì đã thành những pháp văn kinh nguyện đưa các khác liền vì cố gắng tu tập để thoát khỏi các địa tông ma quỷ súc sanh. Các liền vì ơi hôm nay có trái chủ tuy tuổi con nhỏ tấm lòng lại lớn mang lam tên là Phan Thái Phùng 29 tuổi cùng nghe vất lời của mẹ hiền hết là Lê Thị Thái phát nguyện lòng thành yêu mang điều hồn bạc hoặc chứ đầm lúc già con đoàn nghiệp lại biết bản quyền điểm phòng liên đăng phòng như chân loại rực tế âm linh cô hồn. Giờ này đây các người cũng ngược trai chủ phạm đại lâm thanh góp phân cầu quyền cũng có đề cử Lê Văn Thiên Lê Văn Bình cùng như Đinh Thị Mười cùng toàn thể Phật tử ở chùa Tâm Đức có phần góp quyền như quy các đặc liệt vì hai cố gắng mà tu tập giải thư nghiệp trưởng vì các người đã nhận pháp văn kinh đã nhận lời trong kinh Đức Phật Dược Sư đã có chỉ dạy vì kiến hoàng tư chết yêu thì các người đã gây bao nhiêu tội ác nghiệp tội lỗi ngày hôm nay chết xuống bằng tâm con cá phải bay đổi khắp nơi tìm đường mưu sinh cứu sống lại bị người ta bắt đem rồi cấu móc dăng lưỡi làm thịt nhà xoắn tay xẻ thịt rồi chiên rồi xào rồi nấu rồi ăn tức là của ngày xưa các người của ai nhổn nhưỡng trần cùng gây bao nhiêu nghiệp nợ nần chia cắt gia đình người ta vợ chồng con cháu sống hạnh phúc mà lại xoay ra đâm vào dù phải chia làm gia đình họ phải chia liền. Hôm nay các người biết nghiệp dưỡng các người rồi thì cố gắng kiên tâm để nương tựa cửa Phật để dạy thư nghiệp dưỡng mang thiên của mình để sớm hôn về với căn này Tây Phương cực. Vì ơi hãy cố gắng kiếp tâm mà đường đi và ta bảo tội liền tiêu ma các liệt thì phải cố gắng bật cáo đi để cất tiếng bà thì giới lắm vươn để ta thì ngủ đức châu thắng ba để tử thì cũng bố bố chúa nước kia tại dương gian toàn thể Phật tử nam nữ để tử thì cũng nguyện phát lòng bằng niệm phật sanh đăng phật chữ sanh loài thì tôi đã đáp nghiệp gì hãy cố gắng nghe những lời để mà giải trừ tai nạn cho toàn thể những người có mặt cũng như vẫn mặt mà thầy không văn đã giải bay rõ ràng cuối đâu sám lệ được mà liệt liệt hoan hoan miệng môi phủ quý công
quyền ai đức ngay cả công thắng cầu ứng bất hữu khổ ba lần Phật Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A
dù cầu thú đất đổi tư vô thì kiếp đến tận hôm nay
xa tư mai hoang mai hoang dài tư. Để từ chúng con các tâm câu nguyện an từ tập phước bồn đạo Phật từ những người có mặt trong ngày hôm nay luôn luôn gia đình hạnh phúc và bình an. Chư nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát công ty những